ra bãi đồng nát tìm ổ khóa cũ sẽ như thế nào? Cái khóa đồng này, khóa nó còn có cả số mà. Ổ khóa ô tô à? Khóa cánh cửa. Ôi, con này khóa này phải mấy lít. Hay phết. Anh em tôi vừa mới ra bãi đồng nát thì nhặt được ba cái ạ. Ba cái lõi ổ khóa này. Đây, cái này là một cái ổ khóa điện của con Ford. Con này khá đắt tiền nha, phải vài lít. Cái khóa nhà, khóa này cũng lạ lạ, bé bé thôi. Thì tôi sẽ thử mở cho anh em xem. Đây, mở thử cái khóa mini này đi. Đây. Vậy là tôi đã mở được cái khóa này, thì cái chỉ có 3 viên bi thôi, nó rất là dễ mở. Nó may mắn là mở phát được ngay. Thì đây chúng ta có cái ổ khóa xe. Và cái ổ khóa xe Ford này khá đắt tiền nha. Nếu mà ổ khóa chuẩn mà vẫn còn dùng ngon thì ít nó phải đầu tầm 4 đến 5 lít. Đây tôi sẽ kiếm đồ đã. Ok, ở tập tiếp theo thì tôi sẽ mở ổ khóa này cho anh em xem.